nhanh lên nào hai mẹ con, chúng ta phải thoát khỏi vùng đất này. Mệt quá, mệt quá. Anh ơi, dừng lại nghỉ một chút đi. Con của chúng ta chạy hết nổi rồi, em cũng rất mệt rồi. Hai mẹ con hãy cố gắng lên, bọn chúng giết hết loài cameraman của chúng ta rồi. Nếu chúng ta không chạy thoát thì loài của chúng ta sẽ bị diệt chủng mất. Nhưng mà chân của con nhức quá, con chạy không có nổi nữa. Đúng rồi đó anh ơi, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn nắp nghỉ ngơi trước đi. Được rồi, nếu muốn nghỉ ngơi em hãy dẫn con đi tìm một góc nào đó ẩn nấp. Anh sẽ quay lại thành phố của chúng ta đối đầu với bọn chúng để kéo dài cho hai mẹ con em trốn thoát. Gì chứ, không được, đều anh đi, em sẽ đi. Con ơi, hãy tìm chỗ nào đó ẩn nấp nghỉ ngơi đi, cha mẹ sẽ kéo dài thời gian trốn thoát cho con. Không, cha mẹ ơi, con không muốn ở đây một mình đâu. Cha mẹ ơi, cho con quay. Đâu rồi? Tụi bay, con mùi lạ lắm. Đằng kia, có một con mồi kìa, mau tiến tới, ăn thịt nó đi. Gì thế này, là lũ sun đột biến, chết tiệt, chết ra. Thì ra là một tên cameraman còn nhỏ, nhìn hắn chưa mọc lông tay lông chân kìa, ngon quá đi, xé xác hắn nào. Lũ xấu xa, lũ động vật đột biến đây, chính các ngươi đã làm tan nát thế giới cameraman của ta. Ta phải liều mạng giết chết các ngươi. Lũ khốn, cũng chính các ngươi đã chia rẽ gia đình của ta, làm cho ta phải cách xa cha mẹ của ta. Ta phải giết sạch các ngươi để báo thù. Không kiếm, ngươi đã giết hết gia đình anh em của ta. Ta sẽ mời ngàn ăn hết nội tạng của ngươi. Đánh hay lắm, cameraman kia. Không kiếp, còn kẻ nào nữa? Người định trốn mà, ta sẽ tìm bằng được ngươi. Lũ quái vật đột biến. Đừng hiểu lầm, ta cũng giống như ngươi, là một cameraman cổ đại thôi. Sao không thấy ai hết thế này? Chỉ thấy cái cổ mộ này thôi. Rốt cuộc ngươi ở đâu? Ta ở trước mặt ngươi, trong cái cổ mộ này đó. Ta có lẽ là một họ hàng xa với ngươi. Ta đã chết từ rất lâu rồi, đến nỗi ta cũng không nhớ là bao lâu. Nhưng linh hồn ta cứ quẩn vơ ở đây mãi, cho đến khi gặp người đó. Cái gì chứ, ông đã chết rồi, nhưng làm sao linh hồn ông có thể tồn tại ở đây mãi được chứ? Nhưng làm ơn tìm cách giúp đỡ loài cameraman chúng tôi đi. Thế giới của chúng tôi đang bị lũ sinh vật đột biến tấn công, giết sạch sẽ hết loài cameraman rồi. Thì ra là vậy. Hèn chi mấy tháng này ta thấy có nhiều tiếng động la hét kinh hoàng. Được rồi, ta sẽ giúp loài cameraman của cậu. Nhưng cậu có sẵn sàng hy sinh thân thể của mình hay không? Hy sinh à? Được, tôi sẵn sàng. Chuyện gì vậy? Tốt lắm nhóc con, sự dũng cảm của cậu để giúp ta được tái sinh một lần nữa. Ta sẽ thực hiện lời hứa với cậu. Chết đi. Lũ cameraman này thích của bọn chúng cũng không ta. Dừng lại đi lũ quái vật đột biến. Thời đại của các ngươi kết thúc rồi, đến lúc phải hoàn trả lại cho loài cameraman. Cái gì thế này? Sao lại còn sống một tên cameraman còn sống thế này? Nhìn hắn kìa, nhỏ xí à, một mình một bóng, dám tới đây đòi công bằng. Lũ động vật đột biến này, ta không biết nguyên nhân tại sao các ngươi lại trở nên kinh hoàng như thế này. Nhưng các ngươi đừng nghĩ các ngươi to lớn, số lượng đông đảo thì có thể chống lại ta. Một mình ta trước đây từng phá hủy rất nhiều liên hành tinh đó. Cái gì? Nhìn hắn bốc phát chưa kìa. Mẹ kiếp, tên nhóc con này, bắt hắn về kể chuyện hài cho chúng ta nghe cũng được đó. Tiến lên nào anh em. Chết tiệt, gì vậy nè? Đúng là lũ nhãi mép ích
ngồi đây giết. Các người chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ à? Không thể nào, không thể nào. Sao lại xuất hiện một cameraman mạnh đến như thế? Rốt cuộc, người là ai? Người đến từ đâu? Các người không cần biết về ta đâu. Các người chỉ cần nhớ rằng ta cũng là loại cameraman. Ta không thể nào nhìn các ngươi bị hủy hoại đâu. Hãy nghỉ ngơi, rồi sau đó làm những việc cần phải làm đi. Làm ơn, khoan đi đã. Hãy giải cứu thành phố cameraman của chúng tôi. Lũ quái vật đột biến mạnh nhất đang lộng hành ở đó. Không, thế giới của ta, thành phố của ta, thuộc hạ con cháu của ta, mất hết rồi. Chết tiệt, nơi đây có phải là thành phố cameraman không vậy? Sao mọi thứ tan hang hết rồi? Đúng vậy, tất cả là do lũ quái vật đột biến khổng lồ gây ra. Người là ai? Người cũng là một cameraman à? Sao trông người lạ vậy? Có lẽ người là chúa tể Titan cameraman. Thật không ngờ hậu thế về sau của ta lại yếu đuối đến như vậy. Trước khi ta tới đây, ta cũng đã diệt sạch khá lũ quái vật đột biến rồi. Người nói cái gì? Ta là hậu thế của ngươi. Không lẽ ngươi là thị tổ Titan cameraman? Không thể nào. Sao ngươi nhỏ xí vậy? Ta nhớ tổ tiên của ta từng nói thị tổ Titan cameraman rất to lớn khổng lồ mà. Trải qua hàng triệu năm, ta đã chết rồi. Cơ thể ta đã tan rã. Ta chỉ còn tồn tại linh hồn mà thôi. Và rồi ta gặp được một cậu bé cameraman. Cậu ấy đã hy sinh thân xác để ta nhập vào và trở thành thế này. Gì chứ? Vậy không lẽ ông đúng là thủy tổ Titan cameraman? Vậy làm ơn hãy diệt sạch những thứ quái vật đột biến khổng lồ đi. Bọn chúng mình chính là nguyên nhân phá hủy thế giới cameraman này. Đúng rồi. Có phải ông cần một cơ thể khổng lồ để khôi phục lại hình dạng của mình đúng không? Tôi sẵn sàng hy sinh. Tôi sẵn sàng lấy thân thể này trao tặng cho ông. Hả? Thôi được rồi, ta sẽ hứa với người, ta sẽ phục hưng lại thế giới cameraman đi. Cuối cùng mình cũng trở lại được thân hình như xưa. Đến lúc rồi, cần phải tiêu diệt những kẻ đáng phải giết. Lũ camera vô mạnh kia, các ngươi đừng hòng chạy đi đâu. Ở lại đây phục vụ bọn ta đi. Không, lũ quái vật biến tai, các ngươi đừng hòng, bọn ta có chết cũng không bao giờ muốn cầu hạ các ngươi. Hãy chấm dứt mọi chuyện tại đây đi, lũ quái vật đột biến kia. Bạn kia, nhìn kìa anh em. Chết tiệt, sao lại xuất hiện một tên Titan cameraman to lớn thế này? Rõ ràng chúng ta đã sang bằng thế giới cameraman và đánh bị thương nặng tên chúa tể rồi mà. Các người nói không hề sai. Các người thật sự đã sắp chiếm được cái thế giới cameraman này rồi. Nhưng thật đáng tiếc là để cho thủy tổ Titan cameraman ta đây biết được và tìm cách hồi sinh lại để ngăn cản các người. Cái gì chứ? Gì mà thủy tổ Titan cameraman? Lũ yếu đuối vô dụng các ngươi, đến lúc hết thời rồi. Ta sẽ kết thúc triều đại cameraman của các ngươi tại đây. Để loài quái vật đột biến chúng ta sẽ thống trị thế giới này. Các ngươi nghĩ các ngươi đông thì có thể ăn hiếp được một mình ta? Các ngươi quá sai lầm. Hãy mau dừng lại đi trước khi nhận lấy hậu quả khôn lường. Chết tiệt, nhằm mù bọn ta. Anh em quái vật cá sấu đột biến, mau lên, cầm tay cầm chân, cầm luôn nội tạng của hắn, cho hắn biết thế nào là sức mạnh quái vật đột biến mới chúng ta. Ta đã mở cho các ngươi một con đường sống để các ngươi quay đầu là bờ. Vậy mà các ngươi cố chấp. Được, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác kết liễu loại đột biến của các ngươi tại đây. Mẹ kia, sao thứ này cứng giống như sắt đá quá vậy? Chết tiệt, rát quá, đau quá. Không thể nào, chúng ta không thể nào thua được. Bảo chạy đi. Ta đã bảo rồi,
các ngươi không chịu nghe, bây giờ phải nhận lấy hậu quả nặng nề này. Được rồi, những camera vô mình, các cô có sao không?